Xin mến chào quý các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà loại nè quý vị. Thì hôm nay tiếp tục loại về lô hoa mai vàng nè quý vị. Lời nói đầu tiên cũng cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, thành công việc ha. Quý vị nào xem chưa đăng ký ấn chuông hãy cho mình cái đăng ký ấn chuông cập nhật những video tiếp theo quý vị. Rồi chào lại. Chào anh Trường, chào các cả cô chú anh chị em yêu mai vàng trên toàn quốc á. Nay em có về lô mai Dạo Thủ Đức với Khôi á. Cô chú chị em xem ủng hộ giùm em. Rồi địa chỉ mình đây luôn rồi. Địa chỉ em ở là Hòa Định, Trà Gạo, Tiền Giang. Rồi. Rồi vô cây số 1 đi lại ơi. Cho chiều cao trước lại. Cao đi cho dễ vô tổng quát. Cao là 60. Rồi. Hoành là 25. Rồi, 25 chuẩn quá vậy. Cũ nở ha. Đế bỏ điều không quý vị. Đây. Rồi, cây số 1. Khoan từ từ lại ha. Rồi mã số 1 giá luôn rồi ơi. 1,2 triệu. Rồi mã số 1 triệu 2 ha. Tất cả mặt hàng của loại là đều bao sóng bao ship quý vị mọi miền tổ quốc ha. Dạ. Trong quá trình quý vị xem thích cái nào cứ alo trực tiếp cho loại ha quý vị. Mã số 2 chiều cao cũng 60. Rồi. Hoành là 24. Rồi hoành 24 chỉnh quý vị. Đê đẹp. Lắc lượng ha quý vị. Kim bonsai đa dạng. Rồi mã số 2 em cho lô giá 1 triệu. Rồi mã số 2 giá 1 triệu không quý vị. Mã số 3 chiều cao là 70. Rồi. Hoành là 24 có hơn. Rồi. 24. Quyền cũ khối đặc không quý vị. Quái quý vị. Quái mà cũ đặc ha. Lực. Rồi mã số 3 cho lô giá 1 triệu. Số 4 chiều cao là 80. Rồi, rõ. Quanh là 27. Đây, cũ không quý vị. Chung cây nào nấy cũ đế đều hết quý vị ơi. Không thiếu mặt nào ha. Lực nữa. Nhìn ngoài với co lắc lượng rất khéo cây không quý vị. Đây lên đây ha quý vị. Co này ăn tiền chỗ này ha. Tay cành có không quý vị. Rồi xây lại đây. Rồi mã số 4 em Zalo của chú là 1,4 triệu. Rồi mã số 4 triệu tư ha quý vị. Thì trong quá trình video có gì sai sót cũng mong quý vị thông cảm bỏ qua cho anh em tụi mình ha. Mã số 5 chiều cao là 75. Rồi. Quanh là 24 có hơn chứ 54. 54 không quý vị. Là cái đó lại đo lúc vị trí trên ha quý vị. Chưa xuống chân rễ ha. Để nằm quay lại. Cây này rất là già cây nha cô chú. Cây nó bể, nói chung là nó mình không tính xù đi quý vị, nhưng mà bể hết ráo và bể vỏ già. Rồi giá luôn rồi. Mã số 5 cho lô giá 1,1 triệu. Cây nặng dữ ạ. Mã số 6 chiều cao là 1 mét. Hoành là 28. Đây nguyên bể cũ nè quý vị, một bàn tay mình vô nó không hết ha. Lực không quý vị, nhìn nó nói chung cây này nhìn ở ngoài rất lực ha. Đế cộng nào nó lực không à. Rồi, mã số 6 quay luôn giá. Tay cầm đi quý vị ơi. Rồi giá luôn lại. Dạ mã số 6 cho luôn giá 3,4 triệu. Rồi mã số 6 3,4 triệu không quý vị. Cây dáng trực. Đế cũ ha. Mã số 7. Chiều cao 1 mét luôn. Rồi. Quanh là 23. Đây cây này muốn lên xù không quý vị. Già cây ha. Mà không tính xù không quý vị. Để cắm cắm không à. Rồi, mã số 7 em giao lưu giá 1,4 triệu. Mã số 8 chiều cao là 90. Quanh là 31 có hơn đến 31. Rồi. Cây này nâng cây ha quý vị, nhìn ngoài sát nâng lắm. Đế nó cũng gói gói lộn không ha quý vị. Rồi tổng thể cây ha quý vị, dáng nó hơi siêu chút xíu ha. Rồi mã số 8 vô lưu giá 2 triệu. Rồi mã số 9 chiều cao là 1 mét.
Hoành là 27. Rồi. Đây. Cỡ hơn gàng tay có hơn không quý vị? Quyền bề cũ nữa luôn. Khối đặc luôn quý vị. Cái này bề cũ đủ tiền quý vị ơi. Quay chi thì nó có sẵn ha. Đánh trực nữa quý vị. Rồi máy số 9 em cho luôn giá là 3,4 triệu. Mã số 10 chiều cao là 80, hoành là 24. Rồi thì quý vị thấy ha, loại đo cái hoành thân lúc nào đo cũng lúc trên không ha quý vị, chứ không đo sát cầu rễ ha. Nói chung là đo cho trừ hao quý vị ha. Này đúng dậu lá gai, lá quý vị quá bự luôn. Lá bự. Rồi, mã số 10 em giao lưu giá 1,5 triệu. Xây hoang sang vòng qua đằng cái nữa là chờ đợi thấy coi. Rồi đó. Mã số 10 giá 1,5 triệu ha quý vị. Mã số 11. Chiều cao là 52. Rồi. Hoành là 24 có hơn tính 54. Ủa, 22 có hơn tính 52. Lộn. 23 có hơn tính 52 quý vị. À. Trong video có gì sai sót mong quý vị thông cảm bỏ qua anh em ha. Cái sổ không có gì. Này coi lắc có hết luôn không có gì. Lắc lượng ha. Rồi giá luôn rồi. Rồi mã số 11 vô lưu giá 1,2 triệu. Mã số 12 chiều cao là 40, hoành là 22. Rồi. Nguyên cũ không có gì. Bonsai mini không quý vị? Quái ha. Cây này về chơi bonsai đúng bài luôn. Mã số 12 em cho lá 1,5 triệu. Mã số 13 chiều cao là 1 m, hoành là 28. Rồi. Co lắc quá gắt quý vị. Co rất là đẹp. Rồi mã số 13 em vô lưu giá 1,7 triệu. Mã số 14 chiều cao là 80, hoành là 21. Rồi. Không thể cây quý vị ơi. Rồi mã số 14 giao lưu giá 1,1 triệu. Mã số 15 hoành là 26. Rồi. Chiều cao là 80. Rồi. Nhìn cũ. Rồi mã số 15 vô lô giá 2 triệu. Mã số 16 chiều cao là 1 m. Rồi. Hoành là 33 có hơn tính. Rồi. 33. Wow, cũ. Nguyên co lắc đẹp quá vậy. À. Như thấy ha, cũ là cây này nói chung là có lực mà đặt ha quý vị, nguyên khối đặt luôn. Lên co lắc ha quý vị, lấy lại cái đọt chủ nó thả về ngay đỉnh gốc luôn ha. Rồi, mã số 16 em vô lưu giá 3,4 triệu. Mã số 17 cao là 90, hoành là 24 có hơn cái 54. Tay cành là đặt kẹo luôn nha. Tay cành đều không có gì, lên bóp gió tới đỉnh ha. Bóp gió còn mười mấy à. Rồi, mã số 17 em vô lưu giá 1,6 triệu. Mã số 18
chiều cao là 80, hoành là 23. Rồi. Rồi, mã số 18 em vô lưu giá 800. Rồi. Mã số 19, chiều cao là 1m, hoành là 27 có hơn tới 57. Rồi, 28 có hơn tới 57 quý vị. Rồi, mã số 19 em vô giá 1.8 triệu. Mã số 20, hoành là 22, chiều cao là 60. Rồi, mã số 20 em giao lưu giá 900. Mã số 21, chiều cao là 70, hoành là 22. Rồi. Cây này từ từ giống như kiểu nữ chân dài không quý vị. Nó không được dài nhưng mà nó giống. Rồi, mã số 21 em giao lưu giá là 800. Mã số 22, mã số 22, chiều cao là 1m1. Rồi. Hoành là 22. Rồi, cái để sổ đều hết luôn không quý vị. Lượng. Rồi, mã số 22 em vô lưu giá 1.2 triệu. Rồi, cái này cũng là cây cuối clip. Mã số 23 là cây cuối clip không quý vị. Chiều cao là 60, hoành là 26. Rồi. Rồi, em vô lô mã số 23 là giá 1.2 triệu. Rồi, mã số 23 là cây cua liếp không quý vị? Cua liếp cũng chúc cô chú anh chị em mua mang gặp được nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Và clip trước em đã ủng hộ em, cảm ơn cô chú nhiều. Rồi, xin hết. Cũng thay mặt lại vậy ha. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu xem hết video clip ha quý vị.